Chú tên là Trần Văn Khanh, ở số 6 Hàn Giang, phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương nhá. Chú bị tai biến là cách đây bao lâu ạ? Và thời gian đầu khi mới bị tai biến thì chú có biểu hiện thế nào ạ? Chú bị tai biến cách đây là khoảng 4 năm rồi. Thời gian đầu bị tai biến thì chú cảm thấy đầu tiên nó mệt mỏi. Và một nửa người lúc bấy giờ là đã có triệu chứng của anh là bị tê liệt nửa người. Chú rất là khó chịu, lúc bấy giờ khó chịu lắm. Cái đầu tiên nó chỉ thấy người nó khó chịu, loáng thoáng với chóng mặt, thi thoảng nó kiểu như nổi đom đóm mắt lên. Thế thì mình không để ý. Thế sau đó là hôm sau thì chú cảm thấy nó mệt mỏi và cảm thấy coi chân tay là một bên đi nó rất là khó. Chú mệt quá, chú bắt đầu mới đưa bảo cô ấy đưa đi kiểm tra sức khỏe thì thấy huyết áp lên cao quá, nó biết là mình bị bệnh huyết áp cao. Huyết áp lên bao nhiêu chú? Hai Lúc bấy trăm giờ ba mươi. đấy của cô chú lên 230, cô biết chú lúc bấy giờ gần như không biết Tôi gì rồi. giờ lên bệnh viện một tí thì là bắt đầu vào đo huyết áp, tí là chú tiếp đi luôn. Tôi tiếp bệnh viện cho làm từ sáng đến 2 giờ chiều, không tỉnh. Thế mà cô gọi chú cũng không biết. Là cô mới quyết định là tối hôm ấy là cô thuê một chuyến ô tô đi Hà Nội luôn. Đi lên trên Bạch Mai đó là 11 rưỡi, 11 rưỡi đêm. Thế vào xét nghiệm luôn, 24 trên 24, xét nghiệm luôn thế sáng hôm sau vào viện. Thế vào viện được ngày thứ nhất chú vẫn cứ làm ly bì, không biết tỉ. Cái ngày thứ hai thì bắt đầu tỉnh tỉnh, ngày thứ ba, chính xác là ngày thứ ba chú mới tỉnh. Tỉnh thì ngày nào tặng tiêm thuốc cũng các thứ như thế, bệnh viện chăm sóc. Thế đi bắt đầu chú tỉnh cái thì ăn cháo người chú cũng chưa ngồi dậy được. Đến khi kể đến 4-5 ngày chú mới ngồi dậy được, lúc bây giờ chú đứng lên đi thì lại không đi được, hầu như một bên nửa người là liệt. Thế mà muốn đưa đi vệ sinh thì vệ sinh ngay tại giường. Thế sau khi bác sĩ bảo là phải tập đi thì cô cứ dìu chú đi tập đi, cứ đi một bên chân thôi, còn một bên chân thì nó cứ lê như cái chổi, thế là nó cứ lê như cái chổi này ở đường ấy. Thế xong khi làm viện gần 1 tháng thì bệnh viện nó đông quá, người ta cũng lại cho về, người ta về cho uống thuốc. Là trong làm ở bệnh viện thì dỗi cô mới nhìn tờ báo rồi đọc cho nó vui thôi, cô mới thấy cái giới thiệu Bolinofil một này, là cô về cô mua luôn cho chú uống, vừa thuốc bệnh viện vừa thuốc này, vừa đi châm cứu mẹ đi phục hồi chức năng. Sau 2-3 tháng sau thì bắt đầu chú chống lạng, chống lạng hoặc chống cái ghế đi đi tập tễnh, nghĩa là đi quanh trong vòng nhà thôi. Thế dần dần cứ dần dần như thế rồi mà chú đi được. Trong năm thứ hai thì là chú khỏe, cô thấy người chú khỏe hẳn lên, mà da dẻ hồng hào, hồng hào, mà chân tay có vẻ có mấy chậu cờ hoa chú cứ bê hết chỗ lọ chú để chỗ kia, thì mình nghĩ là thôi chân tay ông này khỏe rồi, thì chú cô mới quyết định cho chú phải uống thuốc này. Trong cái đó vẫn theo thuốc ở bệnh viện mà vẫn phải uống thuốc này 1 năm, đến bây giờ là hơn 1 năm thì thôi không uống thuốc bệnh viện nữa. Thời gian đầu thì uống 4 viên một ngày, xong năm thứ nhất, năm thứ hai, xong năm thứ ba thì giảm đi 2 viên, là cho đến tận bây giờ. Hay là chú vẫn uống đều, theo cô thì có khả năng là cái thuốc này làm cho chú phục hồi nhanh như thế, hay là chú vận động chân tay rất chi là khỏe. Thế còn lúc mà vừa rời khỏi bệnh viện đấy thì chú, tình trạng của chú như thế nào cô? Rời bệnh viện lúc này về thì chú mồm thì hơi méo này, bên này tay nó cứ thẳng này, chân thì nó cứ đúng thế này, sẽ nó sẹ người xuống, đi thì không đi được, chỉ có ngồi, muốn muốn bê từ kia ra đây lại phải dìu, dìu hoặc là dìu lên dìu xuống đi ạ. Đại cái thì một chỗ luôn, ăn uống gì cứ tắm giặt là lôi vào trong kia là rửa thay quần áo ấy thôi, chứ còn là hầu như là một chỗ, một chỗ thì một ngày cô chỉ yêu cầu chú là cái ghế này trống, mấy đầu dìu lúc nào cô ở nhà thì cô dìu, còn lúc nào mà không ở nhà thì cứ cái ghế này trống đi một chân lê. Cũng may mà chú phục hồi nhanh. Nói chung là chú nói là đây này, uống Bolivin một này, từ ngày chú uống là về đến bây giờ đấy, hiện tại bây giờ đấy là cũng có người hỏi không, là ai, ông của anh là phổi như thế nào mà nhanh thế, rồi tôi chỉ uống Bolivin một thôi, thậm chí giới thiệu cho người ta, nhưng có người thì cũng người đấy, ta có thể ngay, là cứ theo, người ta mua ngay, nhưng có người đấy, thì người ta tưởng mình bán thuốc người ta cứ chui đi đẩy đấy, có nhiều người ta chứ. cũng không theo nổi, khi theo thì thời gian cảm khỏe rồi thì thôi, không, không tiến triển gì cả thế ra thôi. Nhưng mà thực ra nói cái tiến triển này là nó phải có quá trình, cái thời gian, chứ không phải một lúc mà ông thể uống trong 1 tháng đi được ngay là không, không có. Chú đây ròng rã 4 năm rồi mới được đến như bây giờ. Thứ nhất là đầu óc thì tỉnh táo, hai đi lại bình thường, đi lại bình thường, bảo chạy nhanh không được, thì còn đi lại thì bình thường. Thì chú nghĩ là khả năng là do Bolivin một này, thế chú cứ ngẫm trong bụng thế thôi.
Nếu như là trong vòng 1 năm mà không phục hồi được như trong tờ báo nói, dứt khoát chú bỏ, không uống Bolixin-1. Thế nhưng thực tế mà nói thì trong vòng 1 năm đó nó có tiến triển rất lớn. Tiến triển cụ thể như nào chú? Cụ thể là thứ nhất là chú đã từng thử thách, thứ nhất là về nghiên cứu về mạch sửa chữa đài. Thứ hai là chú đi lại gần như cảm bình thường. Cái nghiên cứu mạch là như nào chú nói rõ. Đi làm loa đài, sửa đài. Sửa chữa loa đài, tức là cái về phần mạch ấy là nhớ tốt. Đấy. Nhớ phần mạch nó rất là phức tạp. Như là chi nhớ, tất chi là nhớ, không nhầm lẫn. Không nhầm lẫn. Hai là tay chân, tất chi là nó tất chi là năng động. Cái đấy cần cho biết cần sự tỉ mỉ rất là cao. Đấy, tỉ mỉ cao. Bây giờ chú nói về sửa chữa cái này thì phải là ví dụ như là một bên thì cầm banh gấp này và bên thì cầm một hàn dí, nếu như tay mình mà không chuẩn mà rung ấy, thì coi như sai mạch thì không được, mà mạch nó rất là nhỏ và yêu cầu độ chính xác rất là cao. Thì sau khi mà chú dùng Bolixin-1, chú thấy cơ thể chú tiến triển như thế nào ạ? Cái này chú nói thật là nó rất là khó, vì thực ra nó không phải tiến triển như uống rượu mà uống xong rồi cảm thấy nó nóng mặt ngay, không phải đâu. Mà nó phải trong quá trình có thời gian. Có nghĩa là không phải thời gian quá dài nhưng cũng không phải là thời gian rất là ngắn. Đúng rồi. Nó phải kéo dài, có thể đến hàng năm thì mình nhìn lại thì mới thấy cái tiến triển của mình. Vâng. Chứ không phải là mình thấy được tiến triển được ngay được. Chú nghĩ rất chi là nhanh hồi phục. Cho nên 1 năm sau nha, chú uống cái này, tôi thấy chú rất chi là khỏe. Cô xách 20 cân gạo lên gác không được, nhưng chú xách rất dễ dàng. Thế mà chú đi làm đến 11, 12 giờ đêm mà cô thì buồn ngủ lắm, mà đầu óc nó căng thẳng, nhưng cô chú vẫn cứ làm, cô dục chú đi. Nhưng mà thuốc thì không bao giờ cho, kể cả một ngày không có phải mua ngay. Thế là cô cũng nghĩ là do cái thuốc này nên cô cũng bảo là thôi để chú uống, có khi là cô rất sợ là bị lại. Thì người ta bảo là ngay bệnh viện ta nói là cái tai biến này là coi như không cẩn thận là 1 năm mà nó hay bị lại. Thế mà bị lại thì nói thật với cháu, thà cứ mất tiền mua thuốc còn hơn là bị lại bao tiền ở bệnh viện. Đã mất tiền nhé, xong lại người mệt mỏi, xong lại người phục vụ. Trên Hà Nội nhá, cứ 3 ngày 10 triệu vì chú không có bảo hiểm. Thế mà gần 1 tháng của cô là hết 60 mấy triệu. Đấy là cô đi theo cô chỉ chung là uống cái Bolixin-1 này nó ổn định. Nói chung là ổn định. Mà đến bây giờ cô cảm thấy càng ngày chú càng khỏe ra. Nếu như cái tuổi này thì cô cảm thấy đôi lúc chú còn khỏe hơn cả cô. Tính đến nay là chú dùng Bolixin-1 được bao lâu rồi chú? 4 năm rồi. 4 năm rồi. 4 năm từ cái ngày chú bắt đầu bị. Chú bị khi ra viện. Đấy, bị là đi trong vòng 1 tuần là chú ra viện. Từ ngày ra viện đến bây giờ là cứ ngày nào ra viện thì đến bây giờ là ngày nào uống thuốc. Chưa bao giờ bỏ một ngày nào. Chưa bỏ một ngày nào. Bây giờ chú thấy sức khỏe của chú thì nó rất là ổn định. Và cái công việc của chú làm chú cũng cảm thấy không thấy nó vướng vất người. Như cái ngày mới đầu nó còn ngượng ngập khó, nhưng mà bây giờ nó làm nó dễ như bình thường, coi như một người sức khỏe bình thường. Từ ngày chú uống Bolixin-1 giờ chú cảm nhận thấy là nó cũng khỏe. Đầu óc có thư thái, mỗi khi sáng ngủ dậy cảm nó bình thường. Chú mong như người nào mà bị như chú này cũng lên uống Bolixin-1, vì phục hồi được cái chức năng, hai trí não nó nhẹ, nó cảm nó sảng khoái hơn. Thế từ bấy đến nay là mình chưa lại bị tai biến lại một lần nào đúng không chú? Chưa bị một lần nào. Thì chú cũng tin cái Bolixin-1 á, thứ nhất là mình giữ gìn được sức khỏe, thứ nhất sinh hoạt ăn uống, thứ hai là uống đều đặn thuốc. Đấy. Phải là uống đều đặn thuốc, không thể bỏ ngày nào được. Thì 4 năm rồi chưa bị có hiện tượng gì huyết áp cao hoặc là bị tai biến lại, chưa có hiện tượng gì cả. Huyết áp bây giờ của chú là ở mức bao nhiêu ạ? Là 130. Gần như là ổn định, gần như bình thường. Chú bị tai biến cách đây là 4 năm rồi. Và đến bây giờ thì chú có thể phục hồi được như người bình thường ạ. Thì chú có lời khuyên nào dành cho những bệnh nhân mà cũng bị tai biến như chú không ạ? Thì chú khuyên ấy, là lên thứ nhất là uống thuốc đều đặn. Thứ hai uống cái Bolixin-1 để hỗ trợ, để đánh tan cục máu đông trong lão. Thì là huyết áp là sẽ bình thường và sức khỏe và coi như là phục hồi lại các chức năng. Đấy, tốt. Chú khuyên những ai mà bị chú lên uống Bolixin-1, duy trì uống đều đặn.